người đáng thương ở nơi đấy, đèn đi và đem dao đập cho người chết. Mọi người đều rất kính sợ lão, và khi thấy một người giáo đen đến, họ đã trốn tránh vì họ biết đó chính là lão phù thủy. Một hôm, người chồng bảo với người vợ rằng mình sẽ đi săn. Sau một ngày không thấy chồng về, người vợ liền đi kiếm và thấy xác chồng nằm bên cạnh con hổ. Thì ra lão phù thủy đã lấy đi sinh mạng người chồng của bà. Không nương nở, bà trở về và quyết định phải cố gắng vững tâm nuôi con của mình. Thời gian qua đã được một năm, đứa con lớn lên và khôi ngô tướng tú, rất là dễ thương. Nhưng mà nó lại bị sốt, và đêm đó bỗng nhiên trời đổ dông, tuyết rơi. Đó là một sự kiện kỳ lạ, bởi nó lại chưa bao giờ có tuyết. Một bà lão gõ cửa nhà và người mẹ ra mở và ta xin người mẹ miếng nước. Bà mẹ thấy bà lão đáng thương, vội chạy đi lấy nước. Không ngờ bà lão ấy canh nước mà mẹ không để ý, chạy vào bỏng đứa con của bà và chạy đi mất. Và mẹ ra hoảng hồn và la lên: "Trời ơi, ai lại đi lấy con của tôi? Nó còn bé lắm, sao lại không thương nó chứ?" Và rồi bà khóc nức nở ba đêm qua. Và rồi bà quyết định phải đi kiếm con mình, đưa con mình trở về bên mình. Bà mẹ đi trong vô định, bà không biết phải đi về đâu. Bỗng bà nghe một giọng cười the thé vang lên, hình tai nhức óc. "Ê, hỏi bà mẹ kia ơi, ta là nữ quỷ ở đây, ta thấy con bà ở đâu đấy? Nhưng mà bà xem này, đầu ta trọc lóc, thật sự là ta đã không có tóc bao lâu rồi, ta không biết, khó chịu lắm. Mái tóc của bà dài này, bóng mượt này, còn đen tuy nữa, đẹp quá, cho ta đi, ta chỉ mà chỗ con của bà." Bà mẹ không ngừng ngại, hy sinh mái tóc mà bà đã nuôi nấng bao nhiêu năm, quý trọng biết bao nhiêu đâu. Con quỷ chỉ cho bà đi theo một lối nhỏ, gài trên cửa. Bà mẹ lại lần theo lối đó, và đi đến một ngã ba đường, nơi đó có một bụi gai. Bụi gai mỉm cười, nói với giọng trầm trầm hồ ồ: "Này hỡi bà mẹ kia ơi, ta là bụi gai lâu năm lắm đấy, ta sống ở đây có hơn cả thế kỷ rồi. Lạnh lắm, tuyết cứ rơi, không có một chút ấm áp. Bà thế đi, ta không có một bông hoa, ôm ta đi, và ôm ta chờ đến khi nào ta nở hoa, thì ta hứa ta sẽ chỉ đường bà đến với con bà." Bà mẹ không ngừng ngại, ôm chầm lấy bụi gai. Do trời lạnh, da bà đã ửng đỏ lên, nay càng nguyện sắc với màu máu từ những cái gai đâm ra, thật là khó chịu và ghê sợ. Nhưng bà mẹ không lo ngại gì, bà ôm chặt tới bụi gai, chờ đến khi nó nở hoa, mỉm cười. Bụi gai chỉ bà con đường khác, lại một con đường nhỏ, còn nhỏ hơn con đường trước, và bùn lầy, gai nhọn, không biết bao nhiêu thứ. Bà mẹ không nản lòng, tiếp bước đi lên. Đến một hồ nước kia, bà thấy, trời ơi, cái hồ gì mà rộng lớn, nó cũng tựa như cả một con sông vậy đấy. Nhưng mà không có lấy một bóng người lấy đầu, bà biết đi làm sao bây giờ? Bà mẹ đang ngồi nức nở khóc, thì bỗng bà nghe một tiếng nói. Lần này tiếng nói trong trẻo vang lên, như là của một thiếu nữ. "Này, hỡi bà mẹ kia ơi, ta là tiên nước, ta sống ở đây lâu lắm rồi. Bà biết không, vì đó, ta có một đôi mắt rất đẹp, nhưng vũ phù thủy đã lấy nó đi rồi. Ta rất buồn, và vẻ đẹp của ta không thể nào tỏa sáng nếu như không có đôi mắt. Bà có đôi mắt đẹp quá, hay là bà cho ta đi? Chỉ cần bà khóc nhiều lên, càng nhiều càng tốt, cho đến khi đôi mắt của bà theo dòng lệ rơi xuống đáy hồ, thì ta hứa, ta sẽ đưa bà đến nơi của con bà." Bà mẹ gật đầu, bà khóc nức nở bao ngày bao đêm. Cuối cùng, đôi mắt theo dòng lệ tuôn trào, rớt xuống đáy hồ thành hai viên ngọc, thực sự sáng lấp lánh và rất đẹp. Viên ngọc đó có thể gọi là trân châu kỳ bảo trên thế giới. Rồi chiếc hồ hóa ra thành một chiếc thuyền đưa bà qua. Khi đến nơi, chiếc thuyền cũng còn tốt bụng nhắc nhở: "Này hỡi bà mẹ kia ơi, bà mù rồi đấy, bà không thấy đường đâu. Phía trước bà là ngọn núi có tên là Giá Băng, xung quanh nó đỉnh lúc nào cũng có tuyết và gió luôn luôn rất lớn. Bà có leo lên nổi không? Qua đó thì tới chỗ hông của bà đấy." Bà mẹ nghe lời, bà cố gắng leo, không thấy đường, gió lớn, bà leo lên rồi lại tuột xuống. Nhiều khi đá nhọn đâm vào thân mình, cả đau khổ, càng đau khổ hơn. Cuối cùng sau bao gian nan vất vả, bà mẹ đã có thể đến được tòa lâu đài của thần chết. Lâu đài lạnh lẽo, âm u, một bay quả đen bay trên đó,
kêu thảm thiết, đúng là không cảnh tang tóc mà mọi người ai cũng sợ hãi. Bà mẹ lần mò trong bóng tối, chính mình của chính lâu đài truyền đến một vườn hoa. Bà ngửi được hương thơm rất đẹp và bà cất tiếng hỏi, có ai ở đấy không? Một giọng trầm trầm ồ ồ vang lên. Này hỡi bà mẹ kia ơi, bà đến rồi đấy à? Bà đợi bà đấy, đợi bao lâu rồi nhỉ? Sao không biết, thần chết sắp lại về rồi. Nhưng mà bà sẽ không có được con bà đâu. Bà hãy nhìn đi. Ồ, ta quên mất, bà không có đôi mắt. Vậy ta nói bà nghe nhé, xung quanh bà là một vườn hoa xinh đẹp đấy, hãy hưởng thụ đi. Bà mẹ lắc đầu và chụp ngay cái một bông hoa gần nhất mà bà có thể cảm nhận được. Bà bảo, này, bông hoa này rất quý trọng với ngươi đúng không? Đây, ta sẽ bứt nó đi và ngươi sẽ bị quả trách. Lão phù thủy cười to lên một cách man rợ. Bà sợ gì? Ta không sợ đâu, vì đó là bông hoa định mệnh, sinh mệnh của một người. Nếu như mà bứt nó thì ba sẽ phải trả giá, không phải là ta. Ta chỉ có nhiệm vụ ở đây canh giữ vườn hoa đi thôi. Bà mẹ lại không biết làm sao. Thần chết lúc đó trở về và lại nói, ô kìa, ba mẹ, ta không ngờ bà lại tới được đây rồi đấy. Ta đã đi du ngoại khắp nơi, đem về biết bao nhiêu linh hồn. Ta cứ ngờ bà sẽ gục ngã giữa đường với các thuộc hạ của ta chứ. Không ngờ bà cũng đến được đây, ta khâm phục bà đấy. Và rồi thần chết nắm tay bà mẹ, đưa bà tới một cái giếng và bảo, đây là hai con mắt của bà, ta đã lấy nó từ thuộc hạ của ta, ta trả lại cho bà đấy, vì ta khâm phục khả năng của bà. Thần chết làm phép cho hai con mắt đi vào trong mắt bà mẹ và bà mẹ lại có mắt sáng, mọi thứ dường như sáng được trong đôi mắt đầy tình yêu thương của người mẹ đó. Và thần chết bảo, này, ta chỉ bà nhé, và chỉ tới một đóa hoa được nằm riêng lẻ, cô đơn lạnh lẽo, ấy là hoa của con bà đấy. Bây giờ nó vẫn chưa bị bứt, có nghĩa là con bà vẫn còn sống. Nhưng nếu bà bứt nó đi, con bà sẽ được sống trong xa hoa sung sướng. Còn nếu bà giữ nó, thì nó phải sống với bà cuộc sống nghèo nàn. Bà xem này, thần chết lấy tà áo của mình quẹt qua mặt nước giếng dao động, và rồi hình ảnh hiện lên chia làm đôi. Một hình ảnh là đứa bé được sinh ra trong hoàng cung lộng lẫy, có đức vua, có hoàng hậu yêu thương quý mến, và cuộc sống nó lớn lên trong dung lụa giàu sang, kế thừa cả một gia vàng được mọi người kính trọng. Còn một hình là một đứa bé nghèo nàn, ốm nách, quần áo của nó vá lên vá xuống, không biết là bao nhiêu thứ, nó luôn cầm cập giữa mùa đông lạnh giá, và nó đi bán những que diêm nhỏ như thực khổ sở. Bà mẹ nhìn thấy bà bảo, đây là con tôi, nếu nó ở với tôi sao? Thần chết gật đầu, đúng, điều thể ở đây. Và rồi bà mẹ đã nói, nếu thì ta khả không có con còn hơn, nếu như có nó ở bên mà làm khổ nó thì ta không còn cần gì nữa. Và rồi bà mẹ đi đến chỗ bông hoa của con mình, bức bông hoa ra, đứa trẻ đã chết và sinh mệnh của nó được hóa thành một phần trào nhỏ, đưa đến nơi lâu đài của đức vua, hóa thành hoàng tử nhỏ mới ra đời. Mọi người thấy đấy, bà mẹ đã làm vất vả mọi thứ, hy sinh hết những thứ bà đã yêu quý, những thứ bà trân trọng biết bao lâu nay, từ mái tóc dài óng ả đẹp đẽ cho đến cả đôi mắt xinh đẹp của mình. Nhưng rốt cuộc bà lại không đưa con về với mình mà lại đưa nó đi đến nơi giàu sang phú quý. Đó chính là tình yêu thương của một người mẹ. Và chúng ta ai cũng đều biết tình yêu thương đó, nhưng rất khó để chúng ta có thể biểu hiện nó ra hoặc là nói với người mẹ. Không phải chỉ câu con theo mẹ là không, mà phải bằng hành động. Như những thứ em mặc trên người và những thứ mà em chơi hoặc là em hiện tại trong cái city thì cũng là tiền của ba mẹ em bỏ ra em mới được ở. Nên em rất là quý trọng ba mẹ và em chọn câu chuyện này. Cách thức bình chọn cho thí sinh. Cách thứ nhất, bình chọn qua Facebook. Mỗi lần bình chọn được 10 điểm. Cách thứ hai, bình chọn qua Google Cộng. Mỗi lần bình chọn được 10 điểm. Cách thứ ba, bình chọn qua website. Mỗi lần bình chọn được 10 điểm. Cách thứ tư, bình chọn qua tổng đài tin nhắn 8x30 với cú pháp NHI dấu cách mã số gửi 8530. Clip nhận được 25 điểm bình chọn. Hoặc NHI dấu cách mã số gửi 8730, clip nhận được 100 điểm bình chọn. Các bạn nhỏ muốn chứng tỏ tài năng, muốn thể hiện năng khiếu,
hay muốn trở thành một MC truyền hình? Còn chần chừ gì nữa, hãy tham gia ngay cuộc thi Nhí Tài Năng được diễn ra trên khắp cả nước tại mô đun đài truyền hình Kids and Family TV VTC11, thành phố hướng nghiệp Kids City, Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Các bạn nhỏ sẽ được thể hiện năng khiếu như MC, biểu diễn nghệ thuật, được trải nghiệm công việc làm truyền hình như đạo diễn, quay phim, kỹ thuật với kịch bản phong phú của chương trình. Toàn bộ clip biểu diễn nghệ thuật và thời tài làm MC của các bạn nhỏ sẽ được tham gia vào cuộc thi Nhí Tài Năng diễn ra từ tháng 4 đến tháng 12 năm 2014 trên kênh truyền hình thiếu nhi và gia đình VTC11. Ca sĩ Đinh Mạnh Ninh, Á hậu MC Thụy Vân, diễn viên hài MC Thành Trung sẽ là những giám khảo uy tín cho cuộc thi năm nay. Tổng giá trị giải thưởng lên đến 500 triệu đồng cùng nhiều phần quà giá trị của các nhà tài trợ. Ngoài ra, các bạn nhỏ sẽ được tham gia vào khóa đào tạo truyền hình cùng các chuyên gia hàng đầu và cơ hội trở thành MC truyền hình chuyên nghiệp. Tham gia bình chọn tại website www.nhitainang.com. Truy cập website nhitainang.com hoặc Facebook Nhí Tài Năng để biết thêm thông tin chi tiết. Nhí Tài Năng, tỏa sáng đam mê.